Xin chào anh em để sách vua đề gà si. Và tiêu video anh em đừng đăng ký kênh nhá, đừng quên đăng ký kênh cho tôi. Bây giờ tôi sẽ chơi tiếp cái này, vui quá. Có lần mình chơi này rồi mình mất mấy giây một cái mặt trời ấy thì nó lặn xuống thì mình thua, thì mình không đánh được cái tượng của nó, không đánh được tượng nó. Rất là cái trò này chỉ được mấy phút thôi, khoảng là 30 phút sau ấy, 3 phút là mặt trời lặn xuống rồi và nó đã lên, mình phải đánh nó một trận, không cho nó đánh được khủng lồ một tí viết nào. Này ôi thôi, đánh mất máu rồi, đánh quá rồi. Ui ra tiếp rồi và mình sẽ lần lại chơi, sẽ không để cho mặt trời lạnh nữa. Mặt trời lạnh là mình thua. Anh em đăng ký kênh cho tôi để tôi có nhiều ngọc rồi mua gì anh em nhá. Cái video trước tôi nói rồi đấy, anh em đăng ký chưa? Đăng ký mấy nghìn người đăng vào, mấy triệu người đăng vào thì tôi mới vui. Quay video cho bất công cho mọi người xem rồi mà không đăng ký kênh cho tôi. Đăng nhiều ít người đăng lắm, một được 166 người đăng ký rồi, còn chưa mấy nghìn video khác thì mấy nghìn người, mấy triệu người rồi, như là biết tự biết đấy. Đấy, rất là hay luôn, rất là hay luôn. Mình không đăng ký được tự biết, mình phải quay nhiều người đăng ký hơn link tự biết luôn. Anh biết tự biết ủy mặt trời sắp lặn xuống rồi kìa, thấy chưa? Cái này khoảng 30 phút. Mặt trời sắp lặn rồi. Chùm nhông. Mặt trời sắp lặn rồi. Mặt trời sắp lặn rồi. Đường các bạn lặn xuống. Khủng lồ không đánh kịp anh em ạ. Khủng lồ không đánh kịp. Anh em ơi, anh em có tin mình lần này mình chơi mình có thắng không? Nếu mà thắng thì comment xuống dưới cho mình biết nhá. Ok, comment xuống dưới cho mình biết. Hãy đăng ký kênh cho tôi. Tôi phải đánh luôn vì chúng nó đã được lấy toàn dân số tối đa. Đúng rồi, đánh lên mình chơi luôn, đánh luôn chứ. Mặt trời sắp lặn rồi anh em kìa. Đấy, một lửa rồi kìa. Anh em thấy một lửa của mình nhá, lửa mạnh cấp mấy đánh không chết nó mất tử đây. Cái kìa, đánh khủng lồ mấy phát thì không chết. Đấy. Úi dồi ôi, chết một thằng ơi. Đấy, lá cây khỏe nhờ. Lá cây ăn gì mà khỏe thế nhờ. Lá cây ăn gì mà khỏe thế. Mạnh này lửa lava làm làm cho rồi ôi cung ơi. Cung vẫn ổn không? Vẫn ổn anh em ơi, không có gì. Vẫn ổn. Giao chúng nó rồi, chết rồi. Bắn đi, đúng rồi. Để cung vất vả bắn này. Đúng rồi, bắn mạnh vào. Đúng rồi, bắn đi, vỡ phá tượng. Đừng có để cung thú đâu lại đâu. Sức mình chặt về rồi nhỉ. Mình lên luôn tiếp. Khủng lồ. Đây rồi, tiền đây khủng lồ. À, tôi ăn nhầm rồi anh em ạ. Tôi ăn nhầm rồi, không phải tôi chơi đâu, biết ai chơi không? Tôi không biết đâu nhá. Vẫn là tôi chơi, tôi này được. Cái này lên khủng lồ, mình đã chết và mình đã không nhìn máu của khủng lồ, rất là đáng tiếc.